cuộc hồi ngộ mẹ con sau bao năm cách lạc, cùng tháng cùng năm với mình, lại cùng một khoa sinh sản nữa chứ. Chị họ 99,98% xác nhận tình trạng quan hệ cha con. Không được, mình không thể để chuyện này xảy ra. Con chính là con trai ruột của anh họ ba với chị họ ở đây. Hả? Tin tưởng người khác, không tin tưởng con trai mình sao? Người ta tùy tiện nói như vậy thì mẹ nghe là được rồi. A Thủy Sư sẽ không nói dối đâu. A Thủy Sư. Mời quý khán giả đón xem những tập tiếp theo phim Mùa Hoa Mẫu Đơn 11:35 các ngày trong tuần trên kênh TTV. Băng Un lật tẩy quân bài của Sambong sư phụ. Liêu Đông ra làm bình phong. Để có thể hoàn thành việc bãi bỏ toàn bộ tư binh, ta cùng với các huynh đệ của ta sắp bị tước đi tất cả tư binh của mình, rồi cũng thành con rối bị giật dây thôi. Thật ra việc chinh phạt Liêu Đông chỉ là cái cớ chuyển tư binh thành quân trung ương. Hắn cố tình làm như vậy để cướp binh quyền của chúng ta. Kế hoạch của Bang Un có được thực hiện? Không phải là làm mồi nhử để bãi bỏ tư binh, mà đây sẽ là trận chiến chinh phạt Liêu Đông. Dạ đúng như vậy thưa điện hạ. Trung Nguyên Chương đã chết rồi. Trung Nguyên Chương đã chết thật rồi sao? Phải, chắc chắn là Sambong sẽ tiến hành xuất binh. Vậy thì Sambong, chúng ta sẽ phải ra tay. Câu trả lời sẽ có trong bộ mọi phim Rồng Tranh Bá, phát sóng 17:30 hàng ngày trên kênh TTV. Khi hung thủ là một diễn viên xuất sắc đã bị bắt cóc, cô ấy bây giờ đang ở đâu? Đưa người phụ nữ này ra ngoài đi, tôi sẽ không nói gì đâu. Tỉnh lại đi, Song Yung Kyung. Bọn họ bây giờ đang muốn khép tội giết người cho chúng ta đấy. Chồng tôi thực sự đã giết những người phụ nữ đó sao? Bản chất thực sự có được phơi bày của Yun Jung Suk không hề thể hiện trong bức hình, và nỗi đau của Yun Jung Suk và Kang Jae Dak không có liên quan đến việc hận thù mẹ của mình. Cô ấy nhìn vào mắt hắn ta trước. Nếu cô ấy sợ, cô ấy đã nhìn đi chỗ khác. Người phụ nữ đó quá bình tĩnh rồi. Hắn ta đang theo dõi Song Kyung. Anh thực sự không nói với họ sao? Đợi đã. Cái này câu trả lời sẽ có trong bộ phim Hành Vi Phạm Tội, phát sóng 20:30 từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên kênh TTV. Ván bài mạo hiểm cuối cùng. Em giải cứu cho nó đúng không? Đúng không? Hy vọng là chưa đến lúc để mình sử dụng nó. Khốn nạn! Sao anh lại đánh em như vậy? Đón xem Nợ Anh Một Giấc Mơ 21:35 thứ Hai đến thứ Bảy trong tuần trên TTV. Chuyện gì?